nhiêu đi là xong luôn á mày. Ngoại ngoại đi chặt mày hồi nào vậy? Chặt qua bên kia đó mày hết cái này rồi, rồi hồi đi chặt nó không, con chở đi. Thôi cho anh, nói tôi cũng còn cái đống tàn. Cái đống đâu cho con thấy? Trước cái này tôi rồi, không biết cái này của anh mấy giờ mới hết à. Ở đó mình đi chặt nữa rồi. Cái ngày mưa, cái ngày mưa ngoại đi chặt ở đâu? À, cái lỗ vô buồn chặt rồi. tàu thủ xuống đây. Mấy bữa mưa ngoài ngoài đi mà giờ mưa luôn hả? À, mưa không có đi anh, mưa không có đi anh. Ờ, à, trời nắng đi kia mưa đâu có đi, đi chặt chành chặt. Có đi lũi cà mưa ở đây rồi, hồi đi không mưa, từng đi cho tới vườn cây rồi không mưa rồi, đã chịu mưa rồi ôm về, nó không bông mặn mặn tới là nổi. Cậu giòn rồi nè. Ô mẹ bà cha, bà nè. Điện điện ngoại ngoại ơi. Hả? Điện điện nói chuyện ngoại nè. Đâu đây đây. Rồi nói chuyện với ngoại Thiện ơi. Dạ. Đây. Gặp lại cháu ngoại nữa đó. Ai à, cái lỗi cậu à. Cậu ở đâu mà cậu cái tôi cái lũ cha mày hụt thiệt, cái lũ ngu nội hụt thiệt ơi. Trời ơi cây. Ôi tao nhớ mày quá hụt thiệt ơi, tao nhớ mày. Tao nhớ mày quá hụt thiệt rồi. Ngoài để xa xa mấy nó thấy ngoài à. Ơi, thấy ngoài. Ờ hụt thiệt ơi. Con khỏe không con, khỏe không con? Ờ, rồi cô bác, cha mẹ, ông bà, bạn con khỏe hả Trâm phải không? Khỏe hả Trâm? Ờ, bạn khỏe, mừng. Ờ. Khỏe không ngoại? Khỏe, tao nói thiệt tao. Đang coi cái âm lượng nè. Âm lượng sao? Rồi ngoại nói chuyện nghe rõ không Thiện? Nghe được, nghe rõ không? Rõ không? Mà tao ra làm mà không rõ sao được. Ừ. Nghe giọng ngoại khỏe lắm. Ờ, dạ cây. Ngoại đang ngồi, ngoại ngồi chút ông dừa. Bình đồng xương sắc, bù lon giấy chì. À, mẹ lắm, không có gì hết trơn à. Không có, có cái gì mà vô tao nổi hết trơn á. Không có con. Ông bà hoà cha tối ngày uống cà phê không bà. Ngoài nói là nhìn lại thấy mặt ngoài con, anh chưa có thấy cái mặt ngoài rõ. Anh thấy mặt luôn ngoài rõ là sao? Đây đây con coi. Nghe rõ mà sao thấy mặt rõ. Vậy rõ không? Vậy rõ không? À, rõ dạ, chứ. Dạ rõ. Ờ, cái lông cha mày cái mặt đâu là trầm dẹp mày mặt trầm đổ mũi sẹp đét, cái miệng rộng như là cái ăn tàu dạ, cái bộ đội tao cũng đội chú khâu ai thấy không Thiện? Con đi làm việc chưa, làm việc chưa, làm việc chưa hả? Sao thấy vậy, rõ mà. Rõ không? Thấy được không? Mất cái miệng đâu các bạn. Cái miệng sao có ông trà ra cái mà bắt cái miệng dây. Dạ thấy phải không? Dạ thấy rồi. Thấy anh cầm đấy chứ ngoại cầm hồi nhúng nhích thì mất cái gốc nữa. Thấy ngoại rõ đẹp luôn. Rõ chưa? Rõ. Đẹp gái như này nào không ngoại? Đẹp nội tao á, tao nhớ mày chắc là còn xương da không mà đẹp gì. Tao nhớ mày tao ngủ không được, mà tao nhớ mày tí mà nội. Ngoại đang chút công dừa đó Thiện. Tao nói thiệt, tao nhớ thì tao ngủ không được, tao chừng tao ngủ tao thấy à. Rồi tao thấy mày tao chửi. Ngoại thấy con hả? Ừ, ngủ thấy à. À tao học, thấy người sống không à. Chứ thấy ở vợ đợi không à. Thấy người sống chứ người trái tao thấy. À, thiệt chứ, thấy. À, mà nhớ cái giờ nhắc cái giờ ngủ luôn. Ngủ thấy à. Mày nhớ con ngủ chưa chứ ngoại, con gác ngoại phải không? Ờ. Mày đừng có nhắc ngoại luôn mẹ, mày đừng có nhắc mày. Mày nhắc tao khóc với mày nữa giờ thiệt tình. Khóc rồi Thiện ơi, khóc nữa Thiện ơi. Mày đừng anh hai tao đừng có nhắc à. Trời ơi đừng anh hai tao. Bây giờ bà hỏi thiệt khen, con làm chưa, làm việc chưa, hay là còn còn lại làm công mà dạ. Làm việc chưa, làm việc được chưa, vô làm việc được chưa? Dạ vô làm được rồi, hôm bữa con gọi về ngoại con khoe ngoại. Khoe rồi đó. Cho con hết.
Tiền là cho khách cho đó, 1 đồng 2 đồng gì đó, 5 đồng gì đó cho khoe tôi cà. Rồi đã có tâm mình đã trước đi ông bà và cha phước đức lắm nha con. Trời ơi cây khỏe mạnh mà vui vẻ, vui vẻ mà ta thương á, người ta thương á mừng dữ lắm. Phước đức lắm mà người ta thương á, cô mình tay ước tay giáo mà xin ước tay giáo mà đi qua mà cô bác anh chị ở bệnh mà thương nó giúp cho mình tốt lắm. Thì là ông mừng dữ lắm. Chứ người mà mừng dữ lắm, mừng hết chắc đi con cũng mừng được, mừng dữ lắm cũng khỏe mạnh. Cọp nào rừng nào cọp đấy hen, phải hãy hãy con về giặt nó ra, đừng có đừng có bà thế giới hen con. Về giặt là sao rồi? Rừng rừng nào cọp đấy, rừng nào cọp đấy mình hãy về giặt. Đừng mình người thiệt tình hen, không có biết xảo, không biết xảo người ta mà gặp mấy người xảo hết khó lòng lắm con. Thấy chưa? Ngoài đó là đã chỉnh chút xíu cho thấy cái miệng ngoài, mày thấy có nửa mặt ngoài à? Lại tao có biết cái tao 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 có đúng mẹ mày xem tao 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 Chà, đừng để cái mặt làm sao. Thôi. Nè. Anh cầm dậy cho tôi, cầm dậy mà sao rồi. Xích xuống một chút, xích xuống một chút. Xích xuống một chút. Xuống nữa. Vậy không xuống một chút. Được chưa? Vậy được chưa, được chưa, được được chưa? Thấy tao chưa? Cái đúng mẹ mày thấy sao? Mất cái miệng, thấy mất cái cào mà. Rồi đấy giờ phải ngước lên lấy cái cào á. Ừ để giờ trời ngước rồi. Phải ngước. Nó chịu phải ngước lên mày ơi. Chị ngước lên vậy à. Để xuống chút. Đó. Ngước lên mày thấy à. Ông bà đưa cái cào. Sao nghe thấy rõ mà thẹn. Bà tay mất cái lỗ mũi rồi. Nữa chơi mà. Thôi tao không chơi vậy nghỉ chơi rồi. Nhìn thấy anh rõ không? Thấy rõ, thấy rõ, thấy rõ. Sao ngoài không thấy? Thấy cái ngực luôn á. Cái ngực luôn. Còn tôi đó không thấy. Ở chắc cầu da, chắc cầu da. Thấy nào? Rồi, thấy. Thấy về nè ngoài. Thấy rõ cái khuôn mặt ngoài rồi. Vậy chắc anh cầm cho ngoài luôn quá. Mày cầm chứ, tao cầm không thấy được. Rồi. Chắc cầu da. Có lính cầm cho ngoài nói chuyện điện thoại luôn. Có lính cầm cho ngoài nói chuyện điện thoại luôn thầy ơi. Có lính nha, lính nha, lính. Lính nha, đặt được con. Tao. Má Thị Mịnh nè. Có gần. Lính miền Tây. Lính miền Tây nha. Đã hỗ trợ nè. Rồi ok. Số mới được mỗi giờ lắm. Ngoài nói chuyện chút xíu. Anh qua thăm ngoài sáng giờ. Nó qua sáng giờ, nó qua thăm bà sáng giờ. Qua thăm bà có cho tiền nữa. Cho tiền nữa. Có cho tiền nữa. Nó nhỏ thôi, đừng nói lớn ta nghe. An, bà cháu mình nghe thôi. Bà nói thiệt cầu chúc cho con An. Đừng cho ai nghe. Mau tới nằm có bia lên ở bên Mỹ, nó Mỹ rồi nghe thôi. Tới nằm tay tháng mà được. Xích lên đi ngoại nhờ dầm nước lên đại đi đó. Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Đúng rồi, dựa dắt đi ngoại đó. Dựa dắt, dựa dắt. Ông mẹ bà dựa dắt à. Cái đu mẹ mà con tao nào mệt quá. Rõ không? Rõ chưa, rõ chưa. Rõ, rõ. Mày ta tuổi nhìn con nghe không, con chửi con nghe không? Dạ nghe. Mở video lên gọi cho ngoại là qua chửi che tôi luôn. Cũng nhông quá, cũng nhông quá ở Trà Vinh đó. Nó nhắc con nó qua bờ họ nó nhắc. Nhắc hô thiện rồi, đó con nhớ hô thiện quá. Nhưng mà Nhung á, hả? Nhưng mà Nhung không có biết cách mà để gọi điện. Nó không biết. Tại sao điện thoại không có mẹ. Nè ngoài cầm gì thì con cái miếng ghế ngồi được ngoài. Ngồi ghế chờ. Đó, ngoài đã vậy đó. Để vậy là mới thấy nè. Vậy thấy không thiện? Thấy không? Vậy đó. Rồi vậy đi, rồi cái miếng ghế. Rồi Nhung qua mà Nhung không có biết gọi điện. Anh Nhung không biết. Đây nó qua đây anh nói qua đây cái nó nhắc hà tao ra chờ trong Hồ Thiện, tao với Hồ Thiện nói chuyện okay. Nó mừng hết sức, nó cười thôi rồi con bắt không được cảnh nói vậy rồi con để lại thăm Nhung không con nói chứ để lại thăm
con nói chơi nói đó nó bây giờ nhắc mà nó buồn lắm, nhớ con nó buồn lắm, nó bắt không được con, nó nhớ. Ừ à, ngồi đi anh đó chuẩn bị ngồi đang cầm camera cho ngoại. Bây giờ bạn mấy giờ rồi mà chưa có ngủ, bạn mấy giờ rồi mà chưa có ngủ vậy? Để bích bích đây. Dạ, bên đây giờ 11:55 đêm. Dạ hả? Ừ. Rồi thấy rõ hết thầy. Ờ, rõ rõ không? Nó lâu lâu rồi, nó lâu lâu con khòm khòm phía ngoại luôn à. Ngoại giờ là 11:55 chưa. Ừ, ờ đó đó, ờ đó ờ. Rồi ok. Thầy hỏi con á mà ban đêm thì ngoại ban ngày. Ờ bạn đâu? Ngày con ban đêm. Ừ. Ở bạn con mấy giờ con đi làm? Mấy giờ đi con làm? Sáng là 8:30, 8 giờ con phải 8 giờ thức dậy rồi con nấu cơm rồi con vô làm ăn cơm rồi 9:30 con đi rồi. Ừ, ừ. Rồi đi làm nguyên ngày ha, có gì trưa có gì nghỉ không? Đi làm nguyên ngày có trưa có gì nghỉ không? 10 giờ con vô làm tới 7:30 con về. Một tuần nghỉ 1 ngày. Một tuần nghỉ ngày. Ờ được rồi. Mình nó vắng tắt nha ngoại. Ngoại ơi. Ừ. Ngoại hả? Nó vắng tắt nó nhiều quá con khum theo ngoại luôn. Hả? Không mới mốt mà đi cái dáng đi ngoại luôn á. Vậy chứ giờ phải khum số mới thấy. Ta nhảy rồi. Để lâu mà. Thôi thôi. Nói đi nó chơi. Là còn cái con mạnh khỏe mừng người quá. Được mạnh khỏe bình yên được tốt rồi. Thì hỏi ngoại kìa, thì hỏi ngoại ăn gì chưa? Hả? Thì hỏi ngoại ăn gì chưa? Ăn ổ bánh mì với uống cà phê rồi à, rồi anh hai con nó qua đây nó cũng ăn ổ bánh mì nó uống cà phê à, chứ không có gì hết trơn à. À, nó ăn ổ bánh mì nó uống cà phê rồi nó trước cộng dừa, giờ nó trước cộng dừa. Ngoại nấu cơm cho nãy ăn rồi về nha. Ừ, nấu cơm ăn, nó ăn cơm, ăn thịt bò nó ăn không có được. Bò mà ăn nhức nhán quá. Thịt bò nó ăn không được, nó không ăn à, nó phụ trước rồi nó về. Năm nay anh cũng ngoại làm xong cho xong công chuyện á. Ừ. Thấy ngoại vô cùng vừa gặp cũng ngoại cho làm xong công chuyện á. Rồi đấy, à đâu phụ bằng đó. Thôi về lấy tiền công đó, chứ đâu phải phụ công đâu thiệt ơi. Rồi ok, ông nội anh nó qua đây vậy ha. Rồi ông nội anh được. Một tháng nó qua mấy lần. Nó qua ngoài. Rồi tôi cháu tôi nó qua ngoài. Rồi tao nói thiệt à. Thủ thiện ơi. Rồi tôi thiệt với con bệnh đó, con bệnh. Ừ. Rồi, hôm trước thì con với anh Hải về thăm ngoại. Bỏ về thăm ngoại. Bây giờ con đi xa rồi, nửa bọc trái đất. Con với anh Hải qua thăm. Anh Hải anh từ Trà Vinh qua thăm ngoại. Rồi anh con cho con về. Cho ngoại thấy mặt con cũng như là anh Hải qua thăm ngoại rồi giống như con về thăm ngoại vậy đó. Mình gặp chết. Vậy là từ đây sau con qua là Thiện đi với con á. Rồi, đi qua nha. Thiện đi với con. Hải mà qua đây là đi qua đây nha. Tao mạnh khỏe tao mừng lại chứ. Con Hải mỗi lần đi qua thăm á là con đi theo anh Hải qua thăm ngoại á. Con chở nó qua đó. Ngoại yên tâm. Ngoại. Cho nên ngoại phải yên tâm, tối ngày ngủ mày ngủ thật ngon nha. Ngủ khỏe lắm. Còn ngủ không được nó nhớ. Nhớ rồi cái ngủ, từng ngủ được cái thấy à. Thấy nói chuyện cười mà chửi nữa. Bà nội tao nói thiệt. Không có thấy gì đại dạ. Ngoại thấy con á là. Nhớ rồi nhớ từng ly từng tí á, từ giờ đó ta mới nói nó ta ngủ ngại nữa tham gia đó như con nít vậy á, nằm bà phành háng thành ra tôi mò tôi giờ đó rồi tôi hung đó, nó con ngủ qua đỡ không nó rất cực kịch vậy trơn á. Tao nói chứ với anh Hải con nè đừng nhớ là mình ơi con chơi với ngoại thăm ngoại giống như là bà ngoại của con vậy á, như là ngoại của con á, ngoại giống như là ngoại của con vậy đó. Thôi, bà cảm ơn bà mừng cái tên đã thấy mặt bà. Không nói vậy. Hư điện thoại con. Mày tao không bao lại mày. Điện thoại. Nó không ướt đường thầu thoại. Thôi con nghỉ ha. Rồi mình rồi mạnh khỏe được. Bà cháu chuyện tí nó đi khỏe rồi mừng rồi không ít cái đi đang cho điện thoại nó mau hơn. Tao này chửi mà chửi qua sáng hôm qua thì ngoại không nhận ra anh, bên anh đổi chứng thực anh mang dép khác mà không có nhìn đôi dép hoài.
Thảo nó mang dép xanh mà nói nhìn đôi dép biết. Không biết lấy công là mày à, mà hưởng đất công à. Ngoại nói là ở miền Tây qua là nhìn đôi dép là biết rồi, anh chơi chiến thuật mới anh mang đôi dép khác. Không có nhìn đôi dép hoài, hỏi ai vậy. Em mừng ra chết nấu cơm nặng ha. Rõ bệnh nấu cơm nặng ha. Bữa nay làm mấy giờ mới về thiệt? Mà mày dù con á thì mất chắc là 4 năm rồi. Cho nên là con về với ngoại đây chắc còn tròn tập sinh tháng cái đâu. Người ngoại giống như là người thân của con vậy đó. Rồi người thân rồi. Bữa nay làm mấy giờ mới về tới nhà thiệt? Con sống có mình à, con sống ngoại chơi vậy đó. Con sống mình nhờ. Bữa nay ra làm mấy giờ mới về nhà vậy nữa nay bữa nay á? Bữa nay em đi làm về xe, em rửa xe được 8-9 giờ mới về, nhà nào cũng vậy. Thì ngoài cứ nghỉ đi. Mình ngày gì mà giữ dài mình ngày gì? Về tới nhà là 8 giờ. Sáng là 9 giờ phải 9:15 con về khỏi nhà, 10 giờ vô làm. Tối á là 8 giờ về tới nhà, về tới nhà tắm rửa, giặt quần áo, ăn cơm là cũng gần 10:10 mấy. Trời ơi, cái mình làm đủ thứ hết trơn, có mình về rồi mình giặt đồ, nấu cơm, nấu nước, ăn. Rồi không có ai hết trơn. Không ai hết trơn rồi. Bên đây mình có thứ, mình tự làm hết. Có may mắn, có gia đình. Có bạn gái, có bạn gì cả chơi không? Một người mà mới qua Mỹ một mình nó sẽ cảm giác được chơi với. Một thứ nó sẽ đảo ngược hết. Sống bên đây nó khác với bên Việt Nam mình lắm rồi. Nó khác đâu có sống bên Việt Nam mình. Mình nói nghe thôi. Mà mai mắn con đi qua đây còn có gia đình, còn có mình. Nhà, anh chị em con. Nếu như là anh em nhiều nhau đi á. Nếu mà qua đây một mình là chơi với lắm, sống không nổi trên đất Mỹ của mình. Đất Mỹ á, mày biết đất Mỹ á, tuy á đất Mỹ là một cái thiên đàng, hay cũng phải là thiên đàng. Nhưng thiên đàng đối với những người trẻ, những người mà tầm thêm mấy chục. Thiên đàng á, dành cho những người trẻ mà. Thiên đàng dành cho những người trẻ khoảng chừng 20 mấy tuổi á, họ làm họ kiếm tiền. Còn với những người già họ lớn tuổi á, coi như là cái nhà tù giam hãm họ vậy á. Nhưng mà đây á là con cháu rồi họ đi làm hết, không có ai có nhà hết. Đã qua anh đi làm bắt đầu qua ở nhà. Bạn nói cho bạn cực hơn bên mình mà, bạn cực hơn á. Mong vậy chứ cực hơn bên mình rồi. Còn ấy chứ còn bên Việt Nam không có người bệnh, ở bệnh nó cực dữ lắm, mừng không có nghỉ. Cho nên đó, một số người già qua đây á là người ta đi về Việt Nam chơi rồi, chứ người ta không có ở Mỹ nổi. Không ở nữa anh phải rồi giờ. Thấy sao vậy? Con cái họ đi làm. Thấy sao vậy? Thấy sao? Chứ con mỏi tay. Thôi, cắt lại rồi, thôi. Sống bên đây một thứ, mỏi tay cầm, mỏi tay lắm chứ mình nói. Cô không có ở với cha mẹ, ở một mình vừa đi làm chứ không có ở với ông già bà già. Cô ở chung với cha mẹ với người nhà con. Ở bệnh mà anh đi làm hết trơn nè. Anh em đồ sáng là cứ sáng là cú nha mấy anh em, anh em đi làm hết. Đi làm hết trơn. Ở bên Việt Nam mình đó, thì mình có một mảnh đất, có một cái nhà, thì mình sống cái kiểu an nhiên tự tại được. Nhưng mà mình ở bên Mỹ thì mình phải làm cái trại. Sống nó khác xa không anh? Đâu rồi? Vậy không mà tao lụng. giống như cuộc sống của ngoại vậy á. Bao nhiêu người mơ ước mà mơ ước như ngoại vậy đó. Mơ ước vậy dạ. Cuộc sống của ngoại á. Sống của mình cũng phải. Cuộc sống của ngoại là biết bao nhiêu người mà mơ ước đâu ngoại. Cảm ơn bà cô bác ở bệnh nha, cảm ơn nha. Thiện có nói với ba má mà biết bà bên đây không? Ngoại mình á. Ngoại mình á. Mẹ con suốt ngày con ngoại mình không? Đi ngủ cũng mở ngoại mình nghe bên tai á. Nội ngoại giờ cũng khỏe hết trơn à. Đi bệnh hết trơn rồi ha. Con qua đây rồi con đăng ký cái kênh YouTube của anh Hải cho mẹ con coi. Trời đó cái đem quay cho các bạn nhận. Cái bà nội mà đem bà mình khùng quá các bạn nhận. Trời đó.
Trời đất ơi, bà nội ơi. Mấy đứa em con cũng vậy, con lấy cái máy của mấy đứa em con, con đăng ký cho mấy đứa em. À, coi, à, ờ. Ừ. Dạ. Ngoại lo về hót bên bển rồi đó. Ờ, bà rồi, 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 coi bà nội. Ngoại ngoại biết gì sao á, là mọi người ở bên đây, ở bên Mỹ á, người ta thương quý ngoại không? Ừ, à. Chị bà ngoại sống dạng gì, bà ngoại sống á, nói chung á, bà ngoại không có cần chất chất gì nhiều, ngoại sống gì tình nghĩa, tình thương. tình thương thôi à, chứ không có không có tiền, không có cần tiền bạc rồi sống tình nghĩa tình thương thì biết niềm đức độ trời mạnh khỏe bằng cộng đồng người Việt bên đây á, con người ta rất là thương ngoại, rất là thích ngoại. Cảm ơn cô bác ở bệnh, cảm ơn cô bác ở bệnh nhiều lắm. Rồi ông ngồi ơi, ở đây có Hải ra, cậu Hải đây lâu lâu cái nó qua 5-10 ngày nửa tháng cái nó qua rồi hoài à, nó qua hoài à, nó mua này với kia qua nó cho cho ăn cho uống mừng ở chứ cực thấy cậu Hải rồi nhớ nhớ thiện hết chứ nhớ thiện gì lắm nữa rồi ơi rồi rưng nữa rồi có những cô chú bình luận rồi vô thương ngoại lắm nói dạ. Dạ. Cuộc sống bây giờ không có kiếm được bà ngoại mình thứ hai với ngoại đâu. Cái lúc mẹ bà ta khùng cái mẹ bà kiếm cái sao mà kiếm làm cây mẹ là đọc nhất yêu nhị á. Ờ là coi ông mẹ bà tao đó là những cái ý kiến, những cái comment của cô chú anh chị để lại con đọc cho ngoại nghe. Dạ. Rất là nhiều cô chú anh chị yêu thương ngoại. Dạ. Mà để lại cái ý kiến như vậy, để lại những cái comment đó. Nói là bây giờ không có mặt bà ngoại mình thứ hai đâu. Đúng. Cảm ơn cô bác các bạn nè. Hả? Mình đi nó nói tắt đi. Rồi, không có. Ngoài nó chuyện đi. Có một số cô á, người ta thương ngoại dữ lắm. Dạ. Ngoại đồng ý nhiều khi á, người ta đồng ý người ta sẽ nuôi ngoại tới lúc nào mà ngoại. Dạ nhắm mắt rồi, nhắm mắt. Ủa bà, ủa thầy thôi mình bắt. Tụi mày quá mình quảng cáo cho ông chứ ra bệnh mà tụi mày dữ vậy quảng cáo cho ông chứ. Cái lúc mẹ mày quảng cáo cho con tắt tao là quảng cáo chứ mà dữ vậy. Trời ơi, cái mụ nội tao mụ ngoại bà già. Trời ơi, trời ơi, tôi khùng bà trận thấy mẹ mình đã quảng cáo cho người ta. Trời ơi. Con nói bạn nghe nè, người ta bán cái sản phẩm gì á, người ta cần phải tốn tiền quảng cáo, còn lại không cần quảng cáo người ta vẫn tìm tới để coi. Đúng không mày? Thằng người cái cậu vợ trời lách thanh dừa gì hương dừa gì đó, đã xuống đây 2 lần rồi, đó có đó đòi tôi ra tôi lên cạnh nó 2. Tôi chửi qua xa cho cười không. Biết cái cậu đó không? Biết cái cậu đó không? Con biết ở Bến Tre mình. Ờ, quê Bến Tre mình đó, quê ở Bến Tre mình, ở bên trời lắc đó. Mẹ bà, con nói dặn đến mấy tầm lâm cả. Chợ lách có Bến Tre có cái chợ lách thì ngoại nói hồi ra hàng chục cái chợ lách đó. Ngoại nói biết bao nhiêu cái chợ lách. Ngoại nói quá. Ok. Bởi vậy ngoại ra chợ á, ngoại bán chỗ á, ngoại nói chứ chứ giá một giá nha. Ví dụ như cái chỗ 25 ngàn thì ngoại nói chứ giá 25 ngàn, mà chứ ngoại nói cái chỗ 25 mà nói hai hồi ra là 2-3 triệu cái chỗ luôn. 2-3 triệu cái chỗ trời đó, cái bà nội không cưới à. Thôi xin lỗi anh à, sao bà bà biết hả, sao bà cho bà nó mua không biết nữa. Thôi là sao ai dạ. Ơi biết chứ, con biết chứ, ngoài biết. Có 3 cây có 75 ngàn mà ta bán ngoài. Cà thôi là 2-3 triệu bạc luôn á. Cà cà hồi cái chổi muốn nổi. Thôi chui lên cái cột. Hôm nay cho ngoại chủ nhật nữa đi ngoại, nghỉ chút luôn thiệt ơi. Ngoại đang chút á. Cho ngoại chủ nhật bữa đó đi. Hôm nay thiệt mừng dữ lắm ông. Cô được khỏe mạnh rồi, gặp cha mẹ ông bà anh chị em mà được mạnh khỏe hết trơn rồi. Mừng dữ lắm con, được nhớ con người ta. Xứ sở người ta, còn mình ở Việt Nam
trong nước Việt Nam mình trông nhau, các giống chứ Việt Nam mình qua ở bển á, được người ta thương, người ta thương mình, dạ, ta thương mà ta thương cho mình được mạnh khỏe, mình làm được mừng lắm. Đừng bây giờ con dù có đi chân trời góc biển, đi phương trời nào thì con cũng là người con dân của Bến Tre, quê hương đồng khởi đó, trong máu là thông, tốt lắm, thông thả lắm. Con cũng như là ông Phật Thích Ca, như ông Phật Thích Ca vậy, ham đi tu chứ không có ham giàu. Chở bộ cái này ngoài hả? Chở bộ cái này ha, chở cho mình, chở nhiều chở đi, ngồi hồi chắc mà cô gái mình nó chở lớp chặt nó chở bộ đó nè. Con sang đây á là vì nhớ thương gia đình lắm mọi ơi. Gia đình Việt Nam mình không, không có gặp em đồ á, xa cách gia đình gần 10 năm, con cái cảm giác con sống 10 năm con nhớ thương lắm. Dạ. Con mới đi sang đây. Đã vậy lâu quá mới nhớ. Tâm trạng là nhớ thương. Ở Việt Nam thì mang cái tâm trạng nhớ thương người thân gia đình. Mà khi sang đây rồi phải ngược lại, mang cái tâm trạng là nhớ thương. Nhớ đó mình bình rồi, bên nước Việt Nam mình rồi. Ông nội ơi thôi. Mừng cái chết thì không, dạ dạ tốt lắm rồi, cô bác anh chị em cháu gì mạnh khỏe hết trơn, mừng là tao mừng à, rồi con gái nha, già giặt nha nha, già giặt chưa có vợ con gì hết trơn, tụi chừng tuổi này mà chưa vợ con gì hết trơn, còn ở vậy mà làm à. Rồi thần thánh nha, giờ ngó dữ lắm, tốt được mạnh khỏe được, con mừng à, đừng có tiền bạc, đừng có ham quá, đừng có ham tiền bạc quá nha con, thôi đừng ham, được mạnh khỏe, được chống hàng ngày, chống hàng ngày được rồi, ông bà cha mẹ mình được mạnh khỏe hay tốt rồi, đừng cầu xin ơn thần thánh. Mình làm cái gì cũng bằng sức khỏe, không có bằng gì cũng sức khỏe cho nha, không có sức khỏe đâu được, quan trọng là có sức khỏe mình mới làm mới được tiền, tốt lắm. Ngoại bữa nay là tiền nhà ngoại rơi rớt luôn đó, anh lụm anh chỉ cho ngoại 100.000 đâu thiệt. Tao rớt tiền rồi, tao không thấy anh Hải con anh thấy chị tao chửi nó qua xa. Tại sao có chìa khóa nó ngoài bỏ vô? Có chìa khóa bỏ vô mà tao không bỏ vô, tao sợ họ giác mất rồi. Giác cái tủ á. Họ giác thì mất, thấy bà nội tao vừa bảo ra cái đồ đạc tao bỏ trong cái tủ ra. Cho ra cái tông sào giặt mất cơ tàu mẹ bà cha. Em nhờ anh bữa nào á anh đem chừng đâu chỉ xi măng qua anh nãy. Xi măng chỉ đang nguyên cho mấy cây, đặng anh cho trâu sào anh chơi. Nó có mà hổng thiện. Cho cái tủ lại. Mà hổng thiện tức. Cho cái tủ. Hổng thiện nói vậy đó, có mà cô chú comment kêu anh làm vậy đó thiện. Cô chú comment kêu anh làm cái chân tủ cho dính tại cái chỗ luôn. Rồi bà cha. Đó được rồi anh ơi, cái u mẹ mà đừng có nhiều chuyện. U mẹ, mà tao giờ tao xài bạc tỷ không à, dằn cây dằn lượng không à. Rồi ông nội ơi, giàu. Dữ lắm, giàu dữ lắm rồi. Ông nội ơi. Ngoại là vô giá. Vàng của ngoại nè thiệt. Nè, vàng của ngoại nè thấy không? Cây không à. Dằn cây không à. Ngoại ơi, ngoại là vô giá. Ờ, bạc tỷ không có mua được. Nào mua là không có mua cô, nổi. Cô bác anh chị á, ngoại là vô giá. Không có vật chất nào hỏi được hết trơn á. Tấm lòng của cô bác anh chị á, thương ngoại á. Ngoại ơi, mừng hả chứ, ta mừng hả chứ. Nói thiệt lòng sao mà vậy, mừng như lắm con, mừng. Mừng hả chứ đi, ăn cũng được, mà ngủ cũng được, khỏe mạnh chứ không có gì hết trơn. Không có gì hết trơn rồi. Xuống sông tắm không à, mặn cũng tắm mà lạ cũng tắm, dơ sạch thì cũng tắm á. Không cần nước lọc nước lớn mà nước có linh bà mà linh bà thủy mà không có dơ đầm gian dơ chứ nước không nước có linh bà không có dơ tao không có sợ gì hết bây giờ cái tắm xong không thôi không có tắm lên nhà dạ khỏe chứ khỏe không có gì căng trời á ngoại hồng hào lắm rồi coi ông nội ơi còn chửi đâu cũng nghe trơn trời của mẹ bà chửi đâu cũng nghe trơn bỏ ra bên Mỹ còn nghe đó. Chị qua cái câu gì bên Mỹ gửi anh Hải con nè, cho bà 1.6 triệu, 1.6-1.7 triệu gì đó tao biết. Út. Rồi mà cái đó là tấm lòng của cô chú anh chị. Anh kia bà đã cho đó rồi
rồi anh Hải, nơi ở trên thế giới rồi luôn. Anh Hải tao mới đem qua cho bà đó. Ngoài, tao biếu cho ngoại á. Thì anh Hải tại vì anh là Diệp Cầu Nói. Anh Hải như Diệp Cầu Nói giữa những cái người mà yêu thương ngoại. Dạ thương hả. Cô chú anh chị á trên thế giới yêu thương ngoại, từ Úc, từ Mỹ, từ Canada, từ khắp mọi nơi. Về thông qua anh Hải gửi về coi như biếu cho ngoại, cái đó là tình thương của cô bác anh chị dành cho ngoại ngoại ơi. Dạ rồi, vậy á. Hải ơi, thiện ơi, thiệt đâu, nói thiệt, anh nhớ, mình anh nhớ. Nhớ dữ lắm. Đỡ, khóc nữa. Khóc quá mưa mà về không được. Nhớ mình nằm ngửa, nằm nghiêng, ôm chảo hung. Gác dồi bên chân tôi, trời đất cái ông nội. Nó ngủ, ngủ ngon lành nha. Ở nhà cũ á. Ở nhà cũ, ngủ nhà cũ á. Chưa có nhà mới đấy. Ừ, có cái giường đó đó, chào có cái cái mái nhà lá đơn sơ ấy. Lúc đó ngoại chưa vào, còn nhà thì còn ở nhà lá. lúc đó ngoại chùm á, ngoại chùm ngoại lùm á, tóc ngoại nó quăng quăng lên gì nó cháy. Không phải cháy là lửa cho Phật lên nó cháy cấp hết trơn tại anh. Thôi sao rồi, ngoại có nhà mới rồi. Ê, để nó cầm nghe cho mày. Ở thôi cho tao cầm cho mày chứ. Đổi không? Bây giờ được, bây giờ đổi tép không? Ơi, đổi tao đập ơi. Đó vậy nó thấy đó. Thấy không thiệt? Thấy không? Giờ thấy. Ờ vậy đó. Thấy ừ. Mở tay quá mày. Mở tay thì nghĩ tay chút cái. Nói chuyện ngoại đi. Mở tay. Ừ mà nhớ quá thiệt ơi. Có anh Hải con. À mừng ở trước đi. Ngoại ngồi quay giữa vô dắt đi cho mày á. Ừ, giữa lưng vậy đó. Dạ dạ ơi, ngửa dạ dạ ơi. Đó. Thôi làm lâu mấy rồi. Mắt miệng sao? Đó, mình dạy cho ta. Không quẹo cái miệng tao. Đu mẹ mà cái tay này nó rung, cái tay này nó rung, nó rung á. Cái miệng chành bành. Ồ, mẹ đâu mỗi chặt đét. Mày... Dưới ngoài còn cái hai răng à. Ừ. Đu mẹ mày. Dưới ngoài còn cái hai răng à. Ở cái răng này với cái cột nhà nè, mẹ bà ăn dưa hấu và nạo cũng như là có đường mương. Tụi nó cười tôi qua xa. Con nhớ lại ngoài chạm cái miếng dưa giống như cái lũ cài á. Cái lũ cài á. Nè, cái cây chống rung này đừng rung, cây chống rung là sao còn rung quá vậy? Cây chống rung này... Ừ. Cây chống rung quá yếu quá kìa, thiệt ơi. Được chưa thiệt? Ừ, cây chống rung này yếu quá. Rú mẹ mày vậy mà xương tao cũng đi. Cây chống rung. Dạ. Rồi. Bà chị này con chốt cho, nói chuyện xong rồi con chút chút xong á. Bữa nay con thấy ngoại tươi ngoại khỏe hơn cái lần đầu con ngồi vậy. Ờ, dạ, vợ. Nói thiệt nhớ con đừng, nhớ con ngủ không được. Đừng thấy nữa. Không biết, nói thiệt lòng sao miệng vậy, không biết nó qua bệnh á. Con à, ông già bà già. Ông bà nội ngoại với được anh chị em không biết có khỏe mạnh không mà không biết là nó qua một yên đơn yên chỗ không mà nói trong lòng vậy á à, nói trong lòng này chứ không có nói dài hết rồi chừng mà anh Hải con qua nói con được mạnh khỏe vậy đó ha biểu bắt cho bà coi đó trời ơi bà mừng hả chứ tao sợ hết chứ bây giờ không biết con sao đâu cũng biết tin tức gì sao à, tao nhớ hoài có đi hồng một đây tháng bảy thì trong rừng này đấy ừ một đây tháng bảy đó à, rồi tao nói không biết được qua vẫn ẩu không biết rồi à, nhớ chứ à, rồi tao nói thiệt bị gì hôm nay tháng rưỡi hôm nay gần tháng rưỡi rồi đó ừ tao nói thiệt ha tao nói thiệt tao nói tôi mấy lần đi tháng sáu đi không được tháng năm đi không được rồi tháng sáu đi không được giờ tháng bảy đi mới được rồi đó trời bà mừng hả chứ mà tao biết qua bệnh nha yên ổn không biết nữa tao nói tao không muốn cho không muốn ngoài không muốn cho con đi không có muốn con đi cũng lúc nào không muốn cho đi lúc nào mà gì vậy? Con nói là ông già bà già ở bển nội mà gọi anh chị em gì cũng ở bển hết à, còn có mình con ở bên đây à, mà giờ con tới ngày giờ con đi qua bển mà không đi không được phải không có ai ở bển tao không cho mày đi đâu nói thiệt hả em trời
bà nói thiệt bà, nếu không có cô bác anh chị cha mẹ ở bệnh á, à không có đi, có thiệt tình không có cho đi đi nữa, qua xứ sở người ta đâu. Ơi quả vậy không ở rồi, tao nói thiệt, mà ơi mình ăn khổ mà chỗ mình trôi ra các đúng với ông bà cha mẹ ở đây, mà giờ bây giờ mình mất mà người ta không biết rồi, ăn ở thì sao cái được. Bị con nói là nội ngoại gì cũng ở bệnh, cha mẹ anh chị em gì cũng ở bệnh hết à, có mình con ở bên đây thôi hả? Con thì ở bên đây. Ừ đó rồi mới rồi tao mới ừ tao mới con thì ở bên kia ừ vậy con nội con ở bên đây thôi ừ vậy dạ, hả nội con mới bảo lãnh gia đình con đi qua đây á à, hả bên nội không à hả, chứ bên ngoại còn ở bên kia phải không? Bên ngoại ở dòng chơi bên kia thì chỉ con ở gần ngoại đó. Ừ rồi à. Vậy hả? Bên ngoại con. Ừ. Nó là bên nội con mới bảo lãnh cho cha cho gia đình con là cha cha mẹ với mấy đứa em đi trước. Đi trước ra ừ. Con đó là do quá tuổi. À, quá tuổi ở đây không được. Ừ. Rồi vậy thì bên ngoại còn ở bên đây. À, à rồi ở bên kia. Sao cái chống rung của ngoại sắp hết pin thì nó rung quá thiệt ơi. Có lâu mẹ mày à. Thấy rồi. Rõ không? Cây chống rung này rung quá. Mẹ bà mới tâm bệnh cho lên. Cây này nó giá yếu ngoài nữa. Cây chống rung này yếu quá. Mẹ bà trai cho tao bắt 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 nhớ giữ gìn sức khỏe á. Ừ, đáng già dặt ừ, đừng có ấy ra nha. Nó cột nào được. Đừng nấy, đừng nấy. Rừng nào cột nấy. Rừng nào cột nấy, anh con. Ừ, già dặt nấy anh con. Mình trai tráng, chưa vợ, chưa con về trơn rồi. Tốt thông thả lắm. Đừng để người ta hiếp con anh con. Đừng để bệnh. Mà nói gì đừng để người ta. Đừng để bên gái bên nước Mỹ á nó hiếp dâm. Bầu có bị rồi thằng đẻ không có ai nuôi gì nữa chưa. Tới ngoài nói chuyện vui không thiệt. Tối đóng cửa kỹ lưỡng nói ngang con lại lên. Nó vô à. Dâm. Mà dặn tối ngủ đóng cửa lại hả? Đóng cửa cứng lại. Bình gì mình gì mình trai tráng rồi mà trai tráng ngang chưa có vậy thì tinh tiết chưa mà. Có biết còn tinh tiết chưa biết gì trơn sợ nó vô hiếp bậy bạ. U mẹ bà hậu thiện ngay ha. Nằm luôn rồi ngoại, nằm luôn rồi. U mẹ bà dạ, dạ. Con này chắc chú anh chị cô bác anh chị nghe chắc cười chết luôn. Nói bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại mình đó, bà nó khùng lắm, bà ba trận lắm. Trời ơi, coi ông nội ơi. Nói một tiếng, chục tiếng. Đừng nói với người ta nghe, đừng nói người ta, họ cười chết, họ cười. Đừng nói lớn kìa, đừng nói lớn thiện ơi, up video lên thôi nha. Đừng cho người ta biết nha, bà cháu mình biết thôi nha. Nói vậy á, bậy bạ vậy á. Cô nhớ có nhớ bà ngoại mười ơi, bà khùng bà trợn quá thôi, đừng nói cho ai biết nha. Chỉnh tiếng ơi. Dạ. Biên tập chỉnh cái tiếng ngoại lớn lớn á, đừng cho tao biết, tao nghe thôi. Mẹ bà mình sao mình mệt quá. Chuyện nó up lên được cả thế giới đó, ở tao biết ngoài. Ê cười à. Bà cháu mình. Bà cháu mình biết coi không trời. Đi coi ơi. Đừng nói cho bà già cũng biết không, bả là bà nghe con. Mở video thôi, đừng có nói nha thiệt. Cứu mẹ mày hữu thiện ơi, mà cứu cha nè. Cứu cha mày hữu thiện ơi. Hữu thiện ơi. Chứ mà hỏi nó là cái mua lưu vậy chưa? Cái lưu cha hữu thiện. Cái mua cái lưu lưu gì chưa? Ở cây. Mua luôn cái lâu cái kia cho mà làm mà cái chi ba ngàn. Như vậy, lâu chi ba ngàn chứ. Bỏ vô rồi cám lại, bỏ vô ấy, dùng áo rồi dùng vô hết trơn cái rồi đậy cái nắp lại cái
rác đi xi măng, rác xi măng rồi cũng rác đi à, không cần cần ai hết trơn á. Ờ khỏe lắm. Thôi gọn lắm, gọn lắm. Chừng nào mà tao điều tra không sống được ha, tao điện à, tao nói anh Hải con điện qua, con mau mau con giật biên con về, à về mua cái sạp. Cho hay không ngoài lúc đó cho hay không? À, cho Hải ra hai ra cho mà Hải nó biết lên điện con về, à điện con biết, à rồi con mua cái sạp ra chở về. Ờ báo mộng. Cái lưu mẹ mày hữu thiện ơi đó. Báo mộng quá mà sao mà nghe bên tai nó dần dần. Cái lưu cha Hải miền Tây ha. Ờ lưu cha Hải miền Tây cao ra cái chửi hủy hủ miền Tây thấy trận luôn. Ờ ông nội đừng đúng quá. Lưu cha hữu thiện nghe dần dần bên tai. Cái lưu cha, cái lưu ông nội, cái lưu ông ngoại vậy nè. Quá mẹ. Nó khá thức gần mình. Lưu cha, cái lưu nội, cái lưu ngoại, bên nội bên ngoại chửi cái dòng họ luôn. Mày cười quá, cây chống rung rồi đó, không có chống rung. Cười nó rung mà. Cây chống rung mình hết, nó hết pin. Bây giờ hết pin đâu phải cười. Cười hết pin, cây chống rung nó hết pin rồi, cười nó rung. Ai ơi, ba mừng quá con ơi, con được vui vẻ, mạnh khỏe, vui vẻ, mừng hết, chúc mừng hết con. Rồi, tao mừng thiệt. Lòng sao miễn vậy chứ không có nói bằng cái miệng hay nói thiệt. Không có nói bằng cái miệng đâu con. Thiện ơi, Thiện ơi. Dạ. Bữa nào mua cây chống rung dạ. Của Mỹ gửi về cho bà ngoại nha. Cây chống rung của bà ngoại của Việt Nam sắp sửa hư pin rồi. Bà cha. Ngoại cười là nó rung dữ lắm. Mẹ bà mà tao tả mày là mình mà cùng mày cầm mày cùng. Có cái gì mà nó chống cười chống rung không? Ba ta cười nó rung, tao cười nó rung. À. Mất cái mặt ngoại rồi. Hết rồi à? Ờ thôi cho ta. Đâu có nè, tại ngoại để vậy đó. Cây chống rung của ngoại nó yếu. Đó. Đó được chưa thiệt? Mày thấy chưa? Thấy chưa? Dạ thấy rồi, dạ thấy rồi. Tao nói xin kìm cái cây chống rung rồi. Nè một tay ngoại cầm mà kìm ở đây nè. À. Kìm cái cây chống rung lại. Nhéo nhéo tùm lum nè. Nè kìm ở đây, kìm cây chống rung lại. Đó. Đó một tay cầm đó đó. Kìm cái chống rung lại. Mà tao cười đây cũng rung mà. Cây chống rung mới kìm lại. Không phải anh kiểm tra tại cái tay ngoài rung á. Thì cây chống rung đó. Cái tay ra rung mà cười ra rung mà. Mẹ bà mà giờ rồi. Tao đâu có rung. Tại tao cười nó rung. Chứ nào coi video của anh thấy cây chống rung của ngoại đẹp lắm. Cái này ngoại kìm rồi kìa.